Hòa Ái kính chào quý vị với bản tin truyền hình tối thứ hai ngày 27 tháng 2 năm 2012. Trước hết là tin Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay triệu tập hội nghị tại Hà Nội để phổ biến và quán triệt nội dung của nghị quyết Trung ương khóa 4. Hội nghị sẽ diễn ra trong 3 ngày và quy tụ tất cả các thành viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các ban, bộ, ngành trung ương và các tỉnh thành trong cả nước. Nghị quyết Trung ương khóa 4 có đoạn cảnh giác và phê phán nặng nề những hiện tượng suy thoái đạo đức, tham lam tiền tài của một bộ phận không ít đảng viên, trong đó có cả những đảng viên cao cấp lãnh đạo quản lý. Hội nghị này diễn ra giữa lúc có nhiều bất bình trong dân chúng ở địa phương liên quan đến những tham nhũng của những lãnh đạo địa phương, điển hình là vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng Hải Phòng thời gian gần đây. Phần thời sự phát thanh và trang web AFA có bài chi tiết về nghị quyết này, mời quý vị theo dõi về y tế và sức khỏe. Thưa quý vị, báo cáo mới đây của Bộ Y tế cho biết, tính từ đầu năm đến hạ tuần tháng 2, cả nước đã có tới hơn 6.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng tại 60 địa phương với 9 trường hợp tử vong. Bộ Y tế dự báo dịch bệnh tay chân miệng trong năm nay sẽ lan rộng hơn so với năm 2011 vì bùng phát sớm. Năm ngoái, dịch bệnh này bùng phát từ tháng 5, miền Trung là điểm nóng của dịch. Giữa tháng 2, Đà Nẵng có một bệnh nhi tử vong toàn tỉnh hiện có trên 270 bệnh nhi mắc căn bệnh này. Ngoài dịch tay chân miệng, nhiều địa phương ở Việt Nam cũng đang phải đối mặt với bệnh sốt xuất huyết, bệnh viêm não mô cầu và cúm da cầm. Tại Hà Nội, từ đầu năm đến nay đã có 4 ca mắc viêm não mô cầu và 1 ca tử vong. Còn tại Sài Gòn, đã có 1.300 trường hợp bị sốt xuất huyết từ đầu năm tới nay. Liên quan đến Biển Đông, Philippines bắt đầu mời các nhà đầu tư nước ngoài khai thác dầu ngoài khơi Biển Đông gần Philippines, bất chấp sự phản đối từ Trung Quốc. Bộ trưởng Năng lượng Philippines, ông Jose Almendras, nói khu vực Tây Bắc đảo Palawan thuộc chủ quyền của Philippines và là hai trong số 15 khu vực để kêu gọi nước ngoài đầu tư. Đại sứ quán Trung Quốc năm ngoái đã phản đối các kế hoạch của Manila kêu gọi các công ty nước ngoài vào khai thác dầu khí tại hai khu vực này, vì thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Tại Thái Lan, thưa quý vị, cảnh sát nước này hôm nay cho biết đang giam giữ kẻ tình nghi thứ ba liên quan đến các vụ bơm nổ ở Bangkok vào ngày 14 tháng 2 vừa qua. Người Iran này từ chối bất kỳ liên hệ nào với những vụ nổ bơm vừa qua. Đại diện cảnh sát Thái cho biết, đương sự đã ở lại Thái sau khi visa hết hạn. Báo chí Thái Lan cho biết danh sách các cuộc điện thoại của người này cho thấy đương sự có liên hệ thường xuyên với hai người Iran đang bị giam giữ. Một trái bom phát nổ trên người một nghi can hôm 14 tháng 2. Một trái bom khác nổ tại nhà của một người Iran khác, cả hai đều vì tai nạn kỹ thuật. Phía Israel cáo buộc Iran đã thực hiện những vụ tấn công vào Đại sứ quán Israel ở Ấn Độ và Georgia một ngày trước khi những người Iran làm nổ bom ở Bangkok. Theo Avi tố giác những vụ nổ này do Iran toan thực hiện nhắm vào các cơ sở và người Do Thái. Iran bác bỏ những cáo buộc này. Và tin cuối cùng, ngoại trưởng các nước EU hôm nay đã bỏ phiếu đồng ý áp dụng các biện pháp cấm vận đối với Syria, bao gồm cả việc phong tỏa các tài sản của Ngân hàng Trung ương Syria. EU đồng thời cũng lên án cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp của Syria diễn ra vào cuối tuần rồi, gọi đó là trò hề. Ngoại trưởng Anh William Hague nói cuộc trưng cầu dân ý không thể lừa gạt được ai. Ông nói tiếp, việc mở phòng phiếu đồng thời với việc nổ súng vào người dân không thể chứng minh điều gì tốt đẹp đối với thế giới. EU cũng phong tỏa tài sản và ra lệnh cấm ra nước ngoài đối với những người thân cận với tổng thống Bashar al-Assad. Cấm các chuyến bay vận chuyển hàng hóa từ Syria vào khu vực 27 nước EU. Hạn chế buôn bán vàng và các loại kim quý. EU cũng đã đưa vào danh sách đen 150 người và tổ chức của Syria. Ngày hôm nay, chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Liên hiệp quốc bà Laura DuBoiser Tuyên bố có hy vọng vào một phản ứng tích cực từ Syria để quốc tế thực hiện những nỗ lực trợ giúp nhân đạo cho dân thường đang bị tổn thất vì chiến cuộc. Bà cho biết, hội đồng dự định sẽ có những áp lực mạnh hơn nữa lên chính quyền của tổng thống Bashar al-Assad về vấn đề nhân quyền trong khóa họp lần này, dự kiến kết thúc vào ngày 23 tới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin truyền hình tối thứ hai. Hòa ái kính chào tạm biệt và chúc quý vị một đêm an lành.